eo thon ngực nở đời kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố đế đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôm chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trệ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Chào mừng các bạn đến với buổi tập số 2 của chương trình Superset căn bản hai nhóm cơ đối lập nằm trong dự án Chim Nữ Tâm Kinh. Và hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một buổi tập lưng và ngực. Xin giới thiệu, đây là lưng và đây là ngực. Và bây giờ là chương trình Superset sau khi khởi động uống súp căng cơ là một phần đầu tạo. Bây giờ chúng ta vô tập chính thức với cái máy là VA Pro, xong rồi chạy đằng tí trên kia tập cái máy đẩy ngực BBS Chest Press. Chuẩn bị chạy nha. Có ở đây đó 8 mét thôi chứ nhiều vô 8 mét rồi. Quất lấy đại 10 cục đi, 10 cục kéo nổi lắm. Bài mới tập vô nó sung lắm. Vô 1 úp tay nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dữ rồi. Căng từ từ nè, căng vậy đó. Rồi xong rồi, chạy đến BBS Jeffress. Rồi 1 2 3 vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi căng rồi, đi uống súp. Đeo bao tay vô, có lưng vô lên tạ nha. Rồi 1 2 3 kéo. 1 2 3 4 VA Pro set thứ 2, 7 8 9 10. Nè, lên là sao vậy nè. Đó, rồi căng ra, căng thở mãi từ từ đi, căng. Rồi ok, chạy bên kia tập ngực. 1 2 3 vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Căng từ từ giữ nè. Giữ nè. Rồi ok, còn một set nữa thôi. BA Pro 12 cục set cuối cùng. 1 2 3 vô. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Căng thả vô, căng. Rồi ok, chạy qua tập hình. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 105 pao. 10. Căng. Mặt nhăn ghê vậy. Căng. Đẩy thêm bôn chứ. Đâu đẩy đâu, anh buông rồi đó. Tại em yếu thôi. Yếu rồi. Yếu mà lên cỡ 100 cũng mạnh đó được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái cặp set thứ hai, là cũng vẫn là cơ ngực với cơ lưng, nhưng mà giờ ngực nó khó hơn nên tập ngực trước, chúng tập lưng sau. Đó là bài tập BBD Multi Press Inline Chest Press, với bài tập bên kia là bài tập VA Lat Pull Down. Rồi tập đây xong chạy bên kia. Tập bên đây xong chạy thế. Đúng rồi, chính xác. Cứ nhanh em. Không giờ anh. Câu cái gì mà câu, thời gian là vàng bạc. 1 2 3 rô. 2 3 vô. 1 2 3
3 4 5 Không đi thẳng quá. 6 Không đi thẳng quá nha. Rồi 7 Khiêu nè. 8 nè. 9 nè. Rồi xuống nữa nè. Để lên nè. 10 nè. Rồi xuống căng nè. Xuống căng 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 căng. Ok. Rồi qua đây. Tháo quấn cổ tay ra. Tháo quấn cổ tay ra để cho lưu thông máu. Ok. Vô. 1 Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đó. 2 3 Đúng rồi. 4 5 6 7 Đúng rồi. 8 9 10 Giữ. Rồi. Lên từ từ nè. Lên từ từ căng ra nè. Giữ lại nè. Gắn đuổi đi. Đó. Đuổi buông. Rồi tốt, uống súp. Lên tạ. Lên cục nữa là 7 cục. Rồi vô. Set thứ 2. 1, 2, 3 Multi press. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lên 10 Rồi hạ xuống. Từ từ 1, 2, 3 xuống. 1 Đúng rồi đó. 2 3 4 5 6 7 8 9 Trung nè. 10 Thôi nhả nhả thả. Banh nách. Rồi tốt, cú sấp. Không phòng cho nữ tính. Anh thấy nữ tính rồi. Đấy. Mặt cười nhá. Nào dám gọi quánh chết. Rồi set cuối cùng. Anh ơi, phục cái đầu đây. B bài tập tên gì? BBD in line chest press. Lên. Chọc cười hoài. 2 Bình tĩnh thôi. 3 Đừng nóng. 4 5 6 7 8 9 Phụ em cái. Phụ là phụ gì gì vừa thôi. Chân lên nè. Chân lên nó kéo. Má ơi. Căng. 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 Đó. Vậy mới vô. Rồi vào đây. Vô quá trời luôn. 2, 3, 4 1 Rồi đó. 2 3 4 6 7 8 9 Cái cuối. Ok. 10 Căng. Rồi tự căng nè. Căng nè. Căng nè. Căng nè. Căng nè. Căng 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 căng. Đuối thả. Cái cuối rồi đó. Trời, đỏ lưng luôn. Thật mà máu. Máu nó dồn như cơ xô. Đỏ lưng luôn. Thiệt má. Nè. Không ai bổ cả. Nè, lại đây nè. Đỏ đây ta. Nè, đỏ lưng luôn nè, đỏ hai cơ xô luôn. Máu chạy nhiều quá. Tập hiệu quả quá. Xong bài rồi. Xong bài rồi, qua cặp bài khác. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua cái set, cặp set tiếp theo, đó là tập lưng cũng với tập ngực, nhưng mà bây giờ với lưng dưới. Đó là bài tập Back Extension. Trên cái máy BBD Back Extension. Xong rồi chạy qua bên kia tập BA Chest Fly. Thử coi, phải không? Nhẹ mà, dịch sát luôn nha. Rồi, ok. Sát rồi nè. Đó, phải sát cho đã con đi.
nhẹ thôi. 3 4 5 6 7 8 9 10. Tốt, nhẹ nhàng quá ta. Nhẹ mà. Nhẹ nhàng quá, lên tạ cho đỡ nhẹ. Tiếng lên chứ. Rồi giờ qua bên kia tập. Chạy bên kia đi. 1 2 3. Rồi 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đứng nè. 10. Rồi tốt. Tốt. Uống sấp đi. Lên tạ. Lên 4 cục. Nãy 3 cục giờ 4 cục. Rồi tiếp tục set số 2. Bắt attention. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, gặp những trên xíu nữa. 4, thẳng lưng không có cong lưng nha. Mình thấy số 4 quá gặp. 5 đi. 5, 10. Tỉnh không? 10. Tỉnh không? Rồi qua đây, qua đây. Lên. Đúng rồi. 2 3 4 5 6 7 8 9 Tốt quá. Chục. Đó. Sao cái chục nó yếu dữ ta? Yếu lên được rồi thôi. Vẫn tiếp tục 4 cục. Uống súp đi, tập set cuối cùng. Chục mà yếu quá ta. Rồi chưa? Em đã chuẩn bị tâm lý chưa? Ok. Set cuối cùng đó. Rồi. Tập đi em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tốt. Dậy. Một, hai, ba. Rồi, tập đi. 1 2 3 Lên. 4 Anh đâu vậy chơi anh? 5 Đừng có sao. Đúng à. 6 7 8 Em bị lớn. 9 Cái cuối nè mới phê nè. Cuối nè. Giữ luôn, ép giữ. Rồi giữ. Hết nổi. Rồi hết nổi thôi rồi, uống súp. Uống súp lên lầu 3. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện superset với hai bài freeway là bài one arm dumbbell crow, xong rồi chạy qua bên kia bulldog press. Em quay bên này nhá, tập bên trái chứ. Bên nào cũng được. Rồi vô. 10 kg. Căng lưng. Tập đi nào. Bend over row. 1 xuống thầy. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi lăn tạo bên kia tập luôn đi. Lăn bên kia. Đó. Đổi chân. Một. Hai. Ba. Bốn. 5 6 7 8 9 10 Rồi tốt. Qua đây Bruno Vazquez. Đây.
chưa? Rồi dứt. 1 2 sâu tiếng ơi. 3 4 5 6 7 8 9 10 hạ xuống từ từ, hạ xuống từ từ, hạ xuống từ từ, đừng có buông nha. Từ 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 từ. Qua Nam đứng bèo rô. Đếm 1. Xuống đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi ok. Đổi bên. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Tốt. Bút đồ chết. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Thả từ 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 cũng rất luôn. À, từ 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 từ. Rồi ok. Cuốn sấp chuẩn bị sách cuối. Qua Nam đùm bèo cro. Vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Em tập bài này tốt á. Nhìn nó có phong cách. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Rồi ok tốt. Đã chết được. Sao chết được? Rồi dứt lên đi. Ở đó. 2 3 4 5 7 thở đã, ok 7 à. 8 thở nữa thôi à. Em ơi. Nữa thôi. Mày nghĩ hả? Nghĩ hả? Má sốc tạ chết. Có lên có 5 kg sốc tạ gì rồi, vậy uống sốc đi. Người ta lên 12kg thôi chứ trời. Không có cục 12. Rồi vậy vậy uống súp đi xong rồi qua bài bonus. Vô, bây giờ là bài tập bonus. Hít đất kết hợp với tray arm pull down. Vô. Đếm đi anh. 1 Sâu sâu xíu. 2 3 4
5, ngẩng mặt lên chút coi, 6, 7, 8, 9, cái nữa, 10. Rồi xong, lên relax cái tay, am cool down. Rồi 1, lên xa ra, kéo lên nó phải căng lưng nha, đó, kéo lên phải căng lưng. 3 4 5 6 7 8 9 10. Tốt, xong. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, ba cái nữa thôi, tám, tập trung từ từ cũng được, rồi, chín, hơi cuối, 10. Em giờ quay lại lớp 9 học thể dục chắc được 10 điểm rồi đó. 9,5 thôi, 10 điểm nữa. 1, 2, 3, 4. Lên nó có căng lưng không? Căng nhất mà được nha. 6, 5, 7, 8, 9, 10. Ok. Rồi, uống sức đi cho mình chuẩn bị set cuối. Xong rồi cardio. Vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cái nữa, 10. Rồi ok. Nó nhẹ mà, bu cái này nhẹ rồi than gì nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giữ. Rồi lên, căng căng từ 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 từ. Rồi ok, tốt. Chúng ta khép lại buổi tập thể hình đó ngày hôm nay ở đây. Và giờ chúng ta lên Kylox tập cardio. Tay giang rộng yêu em bằng tất cả, đời thành công trên một ngã tình say, gym mạnh mẽ trong hồn anh ngất ngây, cơ bắp căn phòng mạch máu lung lay như tuôn chảy trong bầu trời danh vọng, theo định lý gym dành cho cuộc sống, anh thả đam mê vào chốn phòng gym bằng cả tình yêu khói óc và con tim. Có mù có rũ, có tri thức chiều sâu, có mong ước chưa thành nào phải mộng mơ, đôi tay gym không chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang chữ nhớ. Biến tham vọng thành sự thật khát khao, nhất body nhất danh vọng nhất thành công, nhất định gì lãng mạn em muốn không, trong phòng gym dẫu có đúng sai, nhưng thực kết trăm người chỉ hướng về một, đi xây dựng đời
diêm mơ địch thực bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền uy đầy oai phong ôm trọn cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy những bông hồng nhung khi bên ta em xứng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thi ok giờ tổng kết lại buổi tập cardio ngày hôm nay thì hồi nãy em là em rô level mấy 15 level rô sáu ừ em roll level 5 10 phút và em chạy bộ chương trình HIT level 15 trong vòng 15 phút và thành công ngồi tới ngồi đây cũng còn khỏe là cũng ghê lắm rồi đó. Thôi uống xong đi xuống đỡ tạ cho thầy tập chờ tới thầy tập không yếu đâu không yếu đâu thôi uống đi không yếu đâu nha uống đi khỏe lắm lắp tạ cho thầy mệt hơn là đi tập với thầy. À, nay được ra mồ hôi nhiều đó tốt đó thì thôi uống đi nha rồi xong rồi xuống đỡ tải cho thầy tập nha ngày mai tập tiếp. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.